Thế giới máy xin mến chào bà con. Với nhu cầu tìm kiếm một dòng máy rửa xe có công suất lớn, áp lực cao nhưng muốn nhỏ gọn xách tay, đặc biệt là bà con đang ở thành phố, thì đây sẽ là một dòng sản phẩm máy rửa xe mới chính thức được ra mắt để phục vụ cho bà con. Đó là dòng máy rửa xe toàn phát. Và đây thì kỹ thuật viên của chúng tôi đang test dòng máy rửa xe này, thì bà con có thể thấy rằng máy có khả năng xịt rửa vô cùng mạnh mẽ, vì máy được trang bị với công suất 2.380W, cùng với đó là áp lực làm việc là 133, sẽ giúp cho bà con có thể tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được công suất trong quá trình bà con rửa xe của mình. Máy sẽ được trang bị các tính năng thông minh như là tự ngắt khi giả cò súng, đặc biệt là có thể điều chỉnh áp lực thông qua van chỉnh áp. Và trên thân máy thì bà con sẽ thấy được một màn hình LED để có thể hiển thị trực tiếp được dòng điện trong quá trình máy hoạt động. Kèm theo đó là máy sẽ có được chế độ phun xịt thông qua là chế độ bán tự động và tự động, giúp cho bà con có thể xịt rửa một cách linh hoạt. Vậy còn chần chờ gì nữa mà bà con không nhấc điện thoại lên để có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình là đã có thể sở hữu ngay một công cụ hỗ trợ đắc lực cho bà con trong việc rửa xe của mình. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thế Giới Máy xin mến chào và hẹn gặp lại bà con trong những video sau.